Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì chẳng được vào. Ông bà và anh chị em rất thân mến, là những người Kitô hữu, ở trong chúng ta cũng muốn được nước trời làm gia nghiệp. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta muốn được vào thiên đàng sau cuộc đời tạm bợ trần gian này. Nhưng làm sao để được điều đó? Câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay là hãy đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ. Thì nhắc đến trẻ thơ, nhiều người liên tưởng đến sự hồn nhiên, đơn sơ và luôn đặt trọn niềm tin thác vào cha mẹ, vào người chăm sóc của các em. Dù còn đó rất nhiều em năng động hay nhiều tính khí khác nhau, nhưng nét đặc trưng nơi trẻ thơ là thái độ tín thác, tin tưởng vào cha mẹ và những người hướng dẫn. Chúa Giêsu rất yêu quý trẻ thơ, bằng chứng là hôm nay Ngài đã lên tiếng để các em được đến với Người. Quả thế, Chúa Giêsu đã không ngần ngại ôm lấy và chúc lành cho trẻ nhỏ. Vì đối với Chúa, các em đón nhận nước Thiên Chúa một cách tự nhiên, không nại vào những suy tính thiệt hơn. Các em đón nhận nước trời như một món quà, đón nhận với sự ngỡ ngàng, ca ngợi và tri ân. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Trễ Lan Viên trong bài thơ Con Cò đã viết: con dù lớn vẫn là con của mẹ. Có lẽ đó cũng chính là tâm tình của người Kitô hữu chúng ta trước mặt Thiên Chúa, là một người cha nhân lành, một người mẹ giàu lòng thương xót, luôn xem chúng ta là những người con bé nhỏ. Hay đúng hơn, dù chúng ta có lớn, có trưởng thành về mặt thân xác, thì vẫn là trẻ con trong nhà Chúa. Thế mà nhiều lúc chúng ta cứ tưởng rằng mình đã trưởng thành, tưởng mình có thể tự giải quyết mọi vấn đề, mọi sự. Nhiều lúc chúng ta đón nhận nước trời với một thái độ là tiền trao cháo múc. Nghĩa là chúng ta tự nhận rằng mình đã làm những việc tốt lành này, những việc đạo đức kia, nên phần của Chúa là phải ban cho con ơn lành này, ân sủng kia. Và nhiều lúc chúng ta xem ơn Chúa chẳng có gì lạ lẫm. Tệ hơn là chúng ta thiếu đi một thái độ tri ân cảm tạ. Vậy thì tại sao khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách, gặp những vướng mắc trong đời thì chúng ta lại quay ra trách Chúa? Nếu chúng ta đủ trưởng thành rồi thì cần chi đến Chúa nữa? Nếu chúng ta không biết cảm ơn về những ân lộc Chúa thương ban thì chúng ta cũng đừng quá bất ngờ vì một ngày kia chúng ta không còn nhận được món quà gì từ Thiên Chúa nữa. Ông bà và anh chị em rất thân mến, để được Chúa ôm vào lòng và thi ân giáng phúc thì chúng ta được mời gọi biết nhận ra mình chỉ là những trẻ nhỏ trước mặt Chúa. Dám trao phó cuộc sống ta cho Chúa. Và chúng ta cũng cần học biết chăm sóc trẻ nhỏ để tránh làm hư các em. Hơn thế nữa, chúng ta cũng hãy đưa trẻ nhỏ đến với Chúa, đừng ngăn cấm các em. Đừng để các em bị ngược đãi, bị lạm dụng hay thiếu vắng đi tình thương gia đình. Xin cho chúng ta mãi là trẻ nhỏ trong bàn tay yêu thương của Chúa. Và ước mong sao có nhiều trẻ nhỏ được đến với Chúa để được Chúa yêu thương, được Chúa chúc lành. Amen.